Đầu xin chào tất cả các bạn nhé. Mình đã quay trở lại kênh rồi. Và các bạn có biết là đi đây là những cái món đồ gì không? Mà đây là những cái món đồ mà các bạn chưa từng thấy trong clip video của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu từng món đồ cho các bạn. Đây là những món đồ mình có. Đầu tiên là nhân vật các mô hình anime. Chúng ta có thủy trụ Tomioka, hà trụ Tokyo, phóng trùng trụ Shinobu, một mô hình quen thuộc bạn nào cũng biết là chính là Shinosuke, và cuối cùng là mô hình âm trụ Uchitengen. Và còn đây là một mô hình các bạn chưa biết, đấy là mô hình của cái răng sún. À mà mình chia sẻ cho các bạn nhé, bộ phim này thì các bạn có thể đã xem rồi đúng không? Tuy nhiên mình nói thêm là có một bộ phim về bí kíp luyện rồng này nữa, đó chính là bộ phim Dragon The Night Dream. Bộ phim này thì nói về đời sau của răng sún. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu từng từng tên và từng chi tiết của tất cả các món đồ chơi này. Ok, let's go. Đầu tiên chúng mình sẽ quay về thủy trụ Tomioka Giyu. Thủy trụ Tomioka Giyu có một đôi mắt màu xanh, đây mình nhìn thấy này, một bên áo màu tím mắm tôm và một bên áo có họa tiết hoa văn đó. Bên này là mặt màu da, sau đó là một cái thắt lưng cùng với một cái kiếm. Kiếm kiếm là có thể chém ra nước nha. Đây là cái đế cho mô hình này. Tiếp theo là mình có hà trụ Tokito Muichiro. Hà trụ Tokito Muichiro thì có cái tóc thì mình nhìn rất là giống cái dòng biển, không biết các bạn nhìn giống cái gì. Còn đây tóc che luôn cả mắt này, mắt màu xanh mình nhìn cho các bạn nhìn này. Đây thêm một cái quần áo, bộ trang phục màu đen. Và kiếm của hà trụ thì cái chéo so với là cái tay áo của bạn đấy, ngắn hơn, không không phải ngắn hơn tay áo mà ngắn hơn kiếm mọi người còn lại. Và đây là cái tay áo này, nó dài như áo choàng ấy. Chúng ta tiếp theo có một nhân vật nữa, đó chính là trùng trụ Shinobu các bạn ạ. Trùng trụ Shinobu có một đôi mắt màu tím và một cái kiếm, cái áo nhìn rất là giống họa tiết của con bướm. Sau đó là một cái kẹp tóc, cái tóc này gì rất là con giống con bướm nhá. Giờ cho chúng con Shinosuke trong bộ hóa trang trang bên trong xin của bé bút chì. Trong bộ phim này thì các bạn có thể nhìn thấy được bộ hóa trang này nhé, trong cả truyện tranh nữa. Tiếp theo cuối cùng chúng ta có âm trụ Uzuitengen. Âm trụ Uzuitengen có một đôi mắt màu đỏ, họa tiết nhìn nó rất là đẹp. Nên là đến mấy cái đá này, đá. Sau đó chúng ta có một cái mái tóc bạc này. Kiếm hai cái thanh kiếm xích ở đây, chúng ta có thể giữ ở đây được. Và bây giờ chúng ta lại đến với nhân vật cuối cùng, Toothless. Đây là một nhân vật đối với các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Đây thì các bạn có nhìn qua là các bạn thấy kiểu như là nó có vẻ to đúng không? Nhưng mà nó không to lắm. Đây thì nó không, đây nhìn này, đẹp bạn, đây các bạn nhìn nhá, đây nhìn nó rất là bé, nó bé so với tay của mình. Cho các bạn xem sơ qua, đây là cái yên, cái yên của Hiccup, nhưng mà khi ship về mình không thấy Hiccup đâu cả. Và tiếp theo chúng ta có các vảy rồng, ấn ra nó có thể bắn được, nhưng mà mình đã bị mất mất tiền plasma rồi. Và tiếp theo là cái đuôi của răng sún, một cái đuôi giả này, một cái đuôi giả và đuôi thật. Đây đây là đuôi giả này, đuôi giả này, đây là đuôi thật này. Rồi cho các bạn xem qua này, thì các cái chân của răng sún ấy có thể cử động được như cái này này, có thể cử động được lên trên lên xuống, nhưng mà nó chỉ được 180 độ thôi. Cái này thì được hơn này, cái này cử động được ra đằng sau đấy, tuy nhiên mà nó không được gầy lắm. Rời cái cánh lắp lại đi thì các bạn có thể thấy là nó không được di chuyển tròn ấy, tại vì nó có cái cánh này. Đây em mình giơ lên cho các bạn xem này. Đây cái chân đằng trước có thể đi được này, tại nó dáng đi rất là sinh động. Tuy nhiên ấy, cái chân đằng trước nó không được 180 độ cho lắm, mà nó rất là nó cũng không được nhiều độ, cánh cứ rơi xuống ấy nhỉ. Đây bỏ ra đi cho bạn nhìn rõ này. Đây cái chân này,
Đấy, các bạn có thể thấy là mô hình con răng số này ấy, nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên sơ qua qua thì các bạn thấy này, đôi mắt của em đấy ấy, rất là xanh trong. À, anh biết rồi đúng không? Tuy nhiên mình đặc biệt để ý một phần, đó chính là màu sơn các bạn. Nhìn này, màu sơn nó xanh dương, nhìn trông nó rất là đẹp. Nhưng mắt con hắc miêu ấy, đây là trong cái miệng này. Trong cái miệng này để gắn tia plasma bên trong. Khi nào các bạn gắn click là được, là các bạn ấn vào cái vảy lưng này, nó bắn ra. Còn đây thì mình mất rồi. Mình trước mình cũng có nhưng mà sao mất này. Đây cái chân này nữa. Các bạn nhìn dáng đi rất là sinh động, chúng ta có thể đi qua nhiều vòng, nhiều chiều. Còn đây là các mô hình nhân vật của mình. Mình có thể cho một vài nhân vật cưỡi lên, như là âm trụ u dưới chân ghe này. Mình tháo của Yên, xong rồi cho cưỡi lên. Ờ, cũng được phết đấy chứ nhỉ. Chà, nhìn các bạn thấy ý tưởng cũng sáng tạo. Mình tự làm ra loại đồ nó. Bên này thì có mỗi âm trụ là có thể cưỡi được, vì chân của mô hình này có sáng ra được. À mà quên mất, mình quên nói với các bạn cái điều này, và chính là cái chân của mỗi nhân vật ấy đều có một cái lỗ ở đây và một cái đinh ở đây để có thể gắn vào. Lấy giới thiệu thì thôi nhỉ. Và tiếp theo, và chúng mình cũng có thể gắn vào như này. Ok, và chào các bạn đây, tại đây xin chào và hẹn gặp lại.